Thưa quý vị, hơn một tháng nay, thông tin về tình hình dịch sốt xuất huyết liên tục được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo đến người dân Hà Nội. Song sự thiếu quyết liệt trong việc xử lý triệt để dịch của chính quyền sở tại khiến cho nhiều nơi người dân vẫn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng và tự tìm cách phòng chống cho gia đình. Hơn một tháng nay, kể từ khi Hà Nội đang vào mùa dịch sốt xuất huyết, ngày nào bà Nguyễn Thị Lúa cũng dọn dẹp nhà cửa, tìm mọi cách phòng chống với đại dịch. Nỗi lo càng nhiều hơn khi nhiều hàng xóm của gia đình bà đã có người bị sốt xuất huyết. Nhiều người bị thì là cũng các cháu đi ngủ là cũng phải nhắc nhở các cháu để mắc màn này. Thế với lại cũng phải dọn dẹp nhà cửa. Cùng chung tâm trạng lo lắng, chị Thoan ở khu chung cư M12 Thanh Xuân Bắc cho biết, nhà chị ở khu tập thể cũ nên rất nhiều muỗi. Khu chung cư nơi chị ở cũng chưa thấy có nhân viên y tế nào đến nhà phun thuốc khử trùng xịt muỗi, mặc dù đã có người bị mắc sốt xuất huyết. Gia đình có con nhỏ nên chị càng lo, đành tự tìm cách vừa sống vừa phòng. Tôi rất là lo lắng về cái chuyện là đợt này có cái dịch sốt xuất huyết, mà điển hình là cũng thấy nói là ở cái quận Thanh Xuân của chúng tôi là cũng là một cái điểm nóng về dịch sốt xuất huyết. Thế nhưng mà tôi đến ngay tại thời điểm này tôi cũng chưa hề có biết được về cái kế hoạch cũng như là cái lịch phun để diệt muỗi, diệt bọ gậy ở cái khu M12. Thế nói là trên tầng 3 bên cầu thang 2 là có gia đình có cháu bị sốt xuất huyết. Nên là tôi cũng rất là lo lắng vì nhà tôi cũng có con nhỏ. Còn cách đây lâu lâu thì cũng có là bơm. Thế nhưng mà từ khi mà phát hiện ra cái sốt xuất huyết này thì tôi cũng chưa thấy một ai đến để tuyên truyền là phòng chống cái dịch sốt xuất huyết này, mà cũng chưa thấy thông báo là bơm thuốc muỗi. Sự lo lắng của người dân là hoàn toàn có cơ sở, nhưng tại khu dân cư đang là điểm nóng của dịch như khu vực phường Thanh Xuân Bắc, mặc dù phát hiện có ca bệnh sốt xuất huyết nhưng phường chưa tổ chức phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch bệnh, và cách lý giải của phường cũng khiến cho người dân không thể hài lòng. Trao đổi về trường hợp mà tại nhà E12 có trường hợp mà bệnh nhân mắc bệnh, thì trường hợp này chúng tôi cũng đã nắm được và bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh vào ngày 21 tháng 8. Nhưng tuy nhiên là tiểu cầu của bệnh nhân thì không dưới 100. Thế và ở đây mới xuất hiện một ca bệnh, nên là theo tham mưu của ngành y tế thì đây cũng chưa phải là trường hợp là ổ dịch, nên là chúng tôi cũng chưa báo cáo trung tâm y tế quận để xuống phun thuốc xử lý ổ dịch. Nhưng tuy nhiên là đối với địa bàn toàn phường thì thời điểm 24 giờ ngày 18 tháng 8 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm y tế quận Thanh Xuân tiến hành phun thuốc bằng xe ô tô chuyên dụng trên địa bàn toàn phường. Được biết, mặc dù triển khai phun thuốc muỗi trên diện rộng, thế nhưng mỗi tuần trên địa bàn Hà Nội vẫn có thêm từ 2.000 đến 3.000 ca sốt xuất huyết mới. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 19.000 ca mắc sốt xuất huyết.